Iris sẽ ngày càng phát triển và bùng nổ để giúp được thật nhiều các chủ spa thành công và khẳng định được thương hiệu, cũng như giúp được thật nhiều khách hàng xinh đẹp và tự tin. Cảm ơn mọi người. Thì mình cũng kính chúc công ty là ngày một phát triển và thành công hơn nữa. Tôi rất vui khi được đồng hành cùng công ty và chúc công ty sắp tới thì sẽ có những cái bước đột phá mới hơn nữa. Tôi đã đồng hành với công ty suốt 3 năm qua, thì trong cái thời gian qua thì tôi đã giúp cho rất là nhiều khách hàng trên toàn quốc để lấy lại cái làn da mặt mộc của mình, thì là tôi chúc cho công ty Aurora Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn và chúc cho tất cả mọi người biết đến sản phẩm Exit để làm sao để cải thiện cái làn da của mình và trở nên xinh đẹp hơn, trẻ trung hơn, hạnh phúc hơn. Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay là ngày 10 tháng 4 là một sự kiện hoành tráng của Iris cũng như là team Iris ở tất cả mọi miền đất nước tụ họp về đây để cùng ra mắt công bố sản phẩm trong năm 2022. Thì hy vọng càng ngày Iris sẽ càng bùng nổ mạnh hơn và lan tỏa đến mọi người để chị em phụ nữ chúng ta ngày càng xinh đẹp hơn.